chẳng thua kém Hàn Quốc hay US, UK. Xứ Cảng Thơm cũng có nhiều vụ án gây rúng động, khiến ai nấy khiếp sợ và ám ảnh từ tháng này qua năm nọ. Nhiều năm về trước, từng có một chuỗi án mạng kinh hoàng gây nên bởi sát nhân bí ẩn, người sau này được mệnh danh là Đồ Trực Đêm Mưa. Kinh khủng hơn, hắn còn cho rằng mình đang thanh tẩy thế giới, rửa sạch mọi gái hư. Sự đáng sợ trong vụ án này nằm ở việc hắn xử lý thi thể. Độ ám ảnh cao đến mức tất cả pháp y và cảnh sát nữ đều được đưa ra khỏi danh sách tham gia vụ án. Cô gái mất tích và những phần thi thể trôi dạt bờ biển. Ngày 12 tháng 2 năm 1982, một công nhân dọn vệ sinh đến làm việc như thường lệ tại bờ sông Kinh Môn, quận Sa Điền, Hồng Kông. Nhiệm vụ hàng ngày của anh ta là làm sạch rác trên dòng sông để không làm ảnh hưởng đến công trình xây dựng bên bờ sông. Khi đến gần cây cầu Lệ Nguyên, anh ta phát hiện ra một vật thể nổi trên sông. Tò mò, anh ta tiến lại gần xem thì tá hỏa phát hiện đó là một chiếc đầu người thối rữa. Người công nhân cảm thấy kinh hãi và gần như ngất xỉu. Anh ta ngay lập tức báo cho cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảnh sát cũng không tránh khỏi căng thẳng vì tình huống như vậy rất hiếm gặp. Đầu của nạn nhân có mái tóc xoăn như vừa mới uốn, trong miệng có 3 cái răng giả, hai bên đeo bông tai hình tròn màu vàng. Sơ bộ xác định nạn nhân là một người phụ nữ. Phần đầu đã bị ngâm dưới sông trong thời gian dài, nên đã có hiện tượng sưng phồng nặng nề và không thể nhận dạng được khuôn mặt. Nhận định vẫn còn những phần khác và có khả năng cao cùng địa bàn với nơi phát hiện ra phần đầu tiên. Cảnh sát đã nhanh chóng lập đội, phân công nhiệm vụ tiến hành tìm kiếm, nạo vét. Hơn 7 giờ đồng hồ sau khi bắt đầu, vào 4 giờ chiều cùng ngày, cách nơi phát hiện phần trên cùng khoảng 200 mét về hướng hạ lưu sông Thành Môn, cảnh sát tiếp tục tìm thấy một chiếc túi màu vàng bên trong có chân người. 4 ngày tiếp theo, cảnh sát tiếp tục tìm kiếm trên các kênh rạch lân cận và tìm thấy phần thân trên và một cánh tay còn nguyên vẹn, trên đó có một hình xăm đặc biệt. Cảnh sát xác định đây là hình xăm mang tên xuyên tâm đao phi yến tử phi, có nghĩa là chim yến bay xuyên tim. Vào thời điểm đó, hình xăm trên cơ thể người phụ nữ không phổ biến, do đó có thể sử dụng chúng để xác định danh tính của nạn nhân. Cảnh sát đã đưa thông tin trên các mặt báo, hy vọng có người nhận diện được hình xăm. Không lâu sau đó, có một người đàn ông trung niên và một nam thanh niên trẻ đã đến trụ sở cảnh sát. Họ tuyên bố là cha và chồng của nạn nhân. Người đàn ông trung niên cho biết, con gái của ông đã thay răng giả vì không hài lòng với diện mạo của mình. Và trên cánh tay phải của cô có một hình xăm chim én cạnh trái tim giống hệt như vậy. Từ đó, danh tính của nạn nhân được xác định là Trần Phượng Lan, 22 tuổi, làm việc tại một hộp đêm ở Tiêm Sa Chủy, đã kết hôn và có 2 cô con gái. Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cảnh sát đã thành lập ban chuyên án nhằm điều tra vụ án. Lần ngược trở lại theo dấu tích của Lan, ban chuyên án phát hiện cô đã từng được báo án mất tích cách đó 10 ngày. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 2, tại một đồn cảnh sát, phía gia đình Lan đã đến trình báo rằng sau khi cãi nhau với chồng vào tối mùng 2 tháng 2, cô đã rời khỏi nhà. Khi nhận được tin báo, cảnh sát cũng đã bắt tay vào việc tìm kiếm. Tuy nhiên phát hiện ra Lan có vay nợ một khoản tiền nặng lãi. Sau một loạt điều tra, cảnh sát đi đến kết luận đây là một vụ mất tích đơn thuần. Trong đó, rất có thể Lan bị xã hội đen bắt đi hoặc cũng có thể cô đã rơi vào tay của bọn con buôn ở thế giới ngầm. Chính kết luận như vậy, việc mất tích bí ẩn của cô không bao giờ được báo lên trên. Sau khi biết danh tính nạn nhân, cảnh sát tiến hành điều tra, khoanh vùng một số nghi phạm, bao gồm cả những người có quan hệ tài chính, là con nợ của Lan hay các đồng nghiệp trong hộp đêm nơi cô làm việc. Tuy nhiên, mọi hướng điều tra đều không có kết quả khả quan nào. Trong lúc đang loay hoay đối mặt với nguy cơ vụ án vào bế tắc, một tia sáng le lói đã phát lên. Trong số các mối quan hệ của Trần Phượng Lan, nổi lên một cặp đôi nam nữ là đồng nghiệp của cô. Họ đã cung cấp một thông tin hết sức quan trọng. Đó là, vào đêm mùng 2 tháng 2, do biết cô Lan cãi nhau với chồng, bỏ đi khỏi nhà đến làm việc với nhiều tâm sự trong lòng.
hai người này đã kéo cô ngồi uống rượu giải sầu. Thế rồi, khi tàn cuộc, cũng chính họ là người đã dìu Lan đến cửa của một khách sạn ở khu vực Tiêm Sa Trụy, vốn là nơi dễ tìm taxi nhất, bắt một chiếc xe rồi đưa cô lên ghế sau. Cũng kể từ đó, họ không còn biết đến tung tích của cô nữa. Lúc này, cảnh sát nhận định người cuối cùng gặp cô cho đến lúc mất tích chính là người tài xế taxi đã đón cô từ khu vực Tiêm Sa Trụy. Thế nhưng, không một ai biết biển số xe, hãng xe cũng như ngoại hình của người đó, bởi cặp đôi nam nữ nhậu cùng Lan cũng đều ngà ngà cả. Tưởng như có cơ hội tìm ra manh mối tiếp theo, nhưng với thông tin ít ỏi này, không phải không có ích cho công tác điều tra, nhưng không khác nào so với muối bỏ bể. Trong vài tháng sau đó, ở khu vực trên liên tục xảy ra các vụ mất tích phụ nữ. Các vụ mất tích đều xảy ra vào đêm mưa. Tâm lý hoảng sợ và lo âu nhanh chóng lan rộng khắp khu vực. Thậm chí, còn có một người phụ nữ trong khi đi taxi vào đêm mưa đã nhảy ra khỏi xe vì liên tưởng đến các vụ việc trên tin tức. Thời gian sau đó, cuộc điều tra về vụ án không hề có sự tiến triển. Những bức ảnh kinh hoàng. Đúng lúc đang tuyệt vọng, cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một nhân viên của tiệm ảnh. Anh ta cho biết, trong quá trình xử lý ảnh, đã phát hiện một số ảnh tương tự như các phần cơ thể người. Anh ta cảm thấy điều đó không bình thường, nên đã gọi cho cảnh sát đến xem thử. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng đến tiệm ảnh để xem xét tình hình. Theo thông tin thu thập được, những bức ảnh đó không phải là do tiệm họ chụp, mà là của một khách hàng. Do dụng cụ của họ bị hỏng, nên đã mang đến tiệm ảnh của anh ta để xử lý giúp. Một nhân viên tên Trương cho biết, đây không phải là lần đầu tiên vị khách đó đến rửa ảnh. Khách hàng cho biết, anh ta làm nghề chụp ảnh trong nhà mai táng và chịu trách nhiệm chụp những bức ảnh về các phần cơ thể. Sau khi tìm hiểu được tình hình, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra những bức ảnh. Dựa vào cách thức chụp các bộ phận cơ thể, các bác sĩ pháp y đã xác định được thời gian tử vong không quá 3 giờ. Trên một tấm ảnh, họ đã phát hiện một vùng nước phản chiếu ở góc trên bên phải, đã được xác nhận là một giọt nước nhỏ. Khi phóng to giọt nước, có thể thấy một nửa khuôn mặt của một cô gái và diện mạo của cô ấy rất giống một cô gái 17 tuổi đã mất tích cách đó một tháng, là Lương Huệ Tâm. Do đó, người khách hàng đến rửa ảnh đã bị liệt vào danh sách nghi phạm. Tuy nhiên, nhân viên họ Trương chỉ có thể miêu tả sơ qua về vẻ ngoài của khách hàng đó, không biết tên và địa chỉ của anh ta. Để tránh rút dây động rừng, cảnh sát quyết định triển khai một cuộc vây bắt. Đồng thời, họ đã trộn thêm một số bức ảnh khác vào trong những bức ảnh trên, chờ đợi người lấy ảnh nhận diện. Vào khoảng 18 giờ, ngày 17 tháng 8, một chiếc xe taxi dừng trước tiệm ảnh. Một người đàn ông trong độ tuổi 20 bước xuống từ ghế lái. Đúng như dự đoán, trước khi lấy ảnh, anh ta đã tiến hành kiểm tra và lấy ra những bức ảnh không phải là của mình. Sau khi xác nhận được tình hình, cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ anh ta. Anh ta cho rằng đang lấy ảnh hộ cho một ký giả có biệt danh là Bốn Mắt. Làm việc tại tòa soạn báo Oriental Daily chứ không biết gì về xuất xứ của chùm ảnh này. Cảnh sát sau đó đã đồng ý đi cùng anh ta để gửi ảnh. Nhưng khi đến nơi, không hề thấy có người nào Bốn Mắt như anh ta đã mô tả. Khi liên lạc với Oriental Daily, thì ở đó thông báo rằng ở cơ quan không có ai gọi là Bốn Mắt. Đến lúc, phía cảnh sát bảo cho hắn xem tất cả nhân viên ở Oriental Daily và bắt hắn chỉ mặt Bốn Mắt, thì hắn mới chịu câm nín. Quá trình điều tra. Sau khi điều tra, nghi phạm được xác định là Lâm Quá Vân, 27 tuổi, là một tài xế taxi làm việc ca đêm. Hắn sống tại đường Quý Châu, Thổ Qua Loan với các anh em cùng cha khác mẹ. Tuổi thơ của Lâm Quá Vân không hạnh phúc. Cha mẹ hắn ly hôn từ khi còn nhỏ. Cha hắn sau đó đã trải qua thêm hai cuộc hôn nhân khác. Toàn bộ tuổi thơ của Lâm Quá Vân đã trôi qua trong một môi trường gia đình đầy cãi vã và vô số những trận đòn roi. Những trải nghiệm trên đã khiến tính cách của hắn trở nên lạnh lùng. Năm 18 tuổi, Lâm Quế Vân mua máy chụp ảnh và bắt đầu đến nhà vệ sinh công cộng. Ban đầu dình chụp ảnh phụ nữ. Sau đó
tìm cách sờ mó cơ thể họ. Tuy nhiên, vì những người phụ nữ đã phát hiện ra hành vi của hắn, sau đó, Lâm Quá Vân được xác định mắc bệnh về tâm thần và sau đó bị ép buộc nhập viện điều trị tại bệnh viện tâm thần. Ở đây, hắn đã sử dụng tên Lâm Quốc Dụ, Lâm Hữu Cường, cho đến khi hắn ta lấy được giấy phép lái xe taxi và đổi tên thành Lâm Quá Vân. Sau khi thực hiện cuộc khám xét tại nơi ở của Lâm Quá Vân, cảnh sát phát hiện một số lượng lớn thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp. Lâm Quá Vân dường như đã biến căn phòng của mình thành một studio chụp ảnh chuyên nghiệp. Ngoài ra, bên dưới gầm giường của Lâm Quá Vân, cảnh sát còn phát hiện một chiếc hòm sắt. Cảnh sát từng thấy chiếc hòm đó trong các bức ảnh mà hắn đã rửa tại tiệm ảnh. Vì vậy, họ xác định phòng ngủ chính là nơi Lâm Quế Vân thực hiện tội ác của mình. Khi mở chiếc hòm ra, cảnh sát phát hiện bên trong có rất nhiều bức ảnh nhạy cảm của các nạn nhân và sách giáo trình giải phẫu. Ngoài ra, còn phát hiện 40 cuộn băng, một chiếc túi đeo tay màu đỏ và một đôi giày màu trắng cùng với một số dụng cụ phẫu thuật. Kinh khủng hơn, cảnh sát còn tìm thấy hàng loạt các hũ lớn nhỏ dưới gầm giường. Trong hũ chính là bộ phận riêng tư của phụ nữ được ngâm trong một chất lỏng sát trùng. Trên tường, họ còn phát hiện tóc và vết máu của phụ nữ. Cả cha và em trai của Lâm Quá Vân cũng được cảnh sát tạm giam bởi cảnh sát nghi ngờ vụ án sát hại liên hoàn này có sự nhúng tay của ba người hay không. Tuy nhiên, sau đó họ đã được thả ra vì không có bằng chứng nào liên quan đến vụ án. Thậm chí, khi biết trong nhà chứa những điều kinh khủng như vậy, họ đã tỏ ra bị sốc và sợ hãi tột độ. Sau đó, cảnh sát đã sắp xếp nhân sự để kiểm tra các cuộn băng video mà họ tìm thấy trong nhà của Lâm Quá Vân, và hầu hết chúng chỉ là những nội dung không liên quan. Nhưng có 3 cuộn băng ghi hình khiến cảnh sát chú ý. 3 cuộn băng trên là do hắn tự sản xuất. 3 cuộn băng video trên có tên lần lượt là Bí mật nghiêm trọng, Hành động trong đêm mưa và Hành động thứ tư. Và hình ảnh trên băng ghi hình dần dần tiết lộ sự kinh khủng của vụ án. Trong các đoạn băng, có thể thấy Lâm Quá Vân đã cẩn thận quay cơ thể của những người phụ nữ không mặc gì. Hắn ta di chuyển và quay từ nhiều góc độ. Đèn flash liên tục chớp sáng. Sau đó, hắn bắt đầu quá trình xử lý cơ thể đó. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện tại nhà của hắn. Sau khi có được những bằng chứng đáng sợ như vậy, cảnh sát ngay lập tức chuyển giao chứng cứ cho tòa án. Lâm Quá Vân luôn phủ nhận tội ác của mình. Cho đến một ngày, hắn đột nhiên hỏi cảnh sát liệu họ có công khai những bức ảnh đó không. Nhân viên cảnh sát nhạy bén nhận ra ý định của hắn và cho biết tất cả những bằng chứng trong vụ án sẽ được công khai. Mọi người trên toàn thế giới sẽ biết về hành vi của hắn. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định như vậy, Lâm Quá Vân cuối cùng cũng đã thú tội. Quá trình của vụ án kinh hoàng trên dần dần được sâu chuỗi lại. Chuỗi thảm sát liên hoàn. Lâm Quá Vân là một tài xế taxi và thường thích chở khách ở khu vực Kim Sa Chủy. Hắn rất quen thuộc với hoạt động của những địa điểm giải trí ở khu vực đó và biết rằng nếu đi vào ban đêm, chắc chắn sẽ tìm được khách hàng. Ngày 3 tháng 2 năm 1982, trời đổ mưa, Trần Phượng Lan say sưa đến mức không thể tỉnh dậy được và đồng nghiệp đã giúp cô gọi một chiếc taxi. Trước đó, đã có nhiều tài xế taxi từ chối chở cô. Nhưng sau đó, Lâm Quế Vân đã đến và hắn ta đồng ý chở Trần Phượng Lan. Trên đường đi, Trần Phượng Lan thỉnh thoảng chỉ hướng sang trái, rồi lại chỉ hướng sang phải. Không biết cô ta muốn đi đâu. Lâm Quế Vân dần dần không kiên nhẫn. Trong lúc đó, Trần Phượng Lan không thể kiềm chế và đã nôn mửa trên xe của hắn ta. Nhìn vào trang phục và cách trang điểm, Lâm Quá Vân biết cô chắc chắn là một vũ nữ trong các hộp đêm. Hắn ta trước đó đã không đánh giá cao loại người như vậy. Và với việc nôn mửa trong xe đã khiến hắn nảy sinh một cảm giác căm hận sâu sắc. Hắn đã cố tình lái xe về dưới tòa nhà của mình. Trong khi Trần Phượng Lan vẫn say ngủ trên xe, hắn đã vào nhà và lấy một sợi dây điện rồi quay trở lại xe. Sau đó, hắn đã dùng sợi dây để siết cổ cô. Sau khi sát hại Trần Phượng Lan, Lâm Quá Vân nhét cô vào một chiếc túi trong cốp xe. Sau đó, mang về nhà và cẩn thận giấu dưới ghế sofa trong phòng khách và lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến sáng, chờ mọi người trong gia đình đi làm hết, Lâm Quá Vân bắt đầu thực hiện kế hoạch mà hắn đã suy nghĩ trước đó. Với tính cách biến thái về cơ thể phụ nữ, hắn đã lấy ra thiết bị chụp ảnh và chụp từng phần từ trên xuống dưới cơ thể của Trần Phượng Lan. Vì không muốn nạn nhân nhìn thấy mình, hắn đã dùng băng dính để che mắt cô. Sau đó, hắn đã dùng cưa điện phân cô thành 7 mảnh rồi bọc trong giấy báo. Hắn tiếp tục đặt chúng vào trong xe, rồi lái xe tới khu vực đồi rậm rạp ở khu hỏa thán và vứt thi thể xuống. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, do mưa lớn nên các bộ phận đã bị cuốn xuống dòng sông Kinh Môn. Khi Lâm Quá Vân nghe tin có mảnh xác được phát hiện, hắn ta ngay lập tức nhận ra rằng mình cần có một kế hoạch cẩn thận hơn. Vì vậy, hắn đã mua một số sách giải phẫu y học và tự học trong 3 tháng tiếp theo. Nạn nhân thứ hai của hắn là Trần Vân Khiết, 31 tuổi, một nhân viên thu ngân khu giải trí. Vào 5 giờ 20 sáng ngày 29 tháng 5, khi cô vừa tan ca thì trời đổ mưa lớn, cô bắt chiếc taxi do Lâm Quá Vân điều khiển ra về. Sau khi đi đến một đoạn đường vắng, Lâm Quá Vân dừng xe dọc đường, dùng hung khí khống chế và còng tay siết cổ cô. Sau đó, hắn dùng dụng cụ phẫu thuật và kinh nghiệm đã học được để xử lý thi thể của cô. Hắn thậm chí còn cắt bỏ bộ phận riêng tư của nạn nhân và ngâm chúng trong rượu để lưu giữ. Và phần còn lại được xử lý giống như lần trước, được bọc bằng giấy báo và mang vứt tại sườn đồi Đại Khanh. Nạn nhân thứ ba là Lương Tú Vân, 29 tuổi, làm bồi bàn hộp đêm. Vào ngày 17 tháng 6, Tú Vân rời chỗ làm lúc 4 giờ sáng. Cô bắt chiếc taxi mà Lâm Quá Vân điều khiển và bị sát hại ngay sau đó. Sau hai lần ra tay, hành động của hắn đã thành thạo hơn. Hắn thậm chí còn mở bụng nạn nhân và thưởng thức. Nạn nhân thứ tư là Lương Huệ Tâm, 17 tuổi, đang là học sinh cấp 3. Cô gái và ba nạn nhân vừa rồi không có đặc điểm chung. Khi đề cập đến Lương Huệ Tâm thì tâm trạng hắn bắt đầu trở nên căng thẳng và sau đó thậm chí là khóc. Hắn cũng không biết tại sao lại ra tay với cô gái, vì những mục tiêu của hắn trong quá khứ đều là các nhân viên hộp đêm. Trong quá trình phỏng vấn, cảnh sát nhận ra rằng hắn ta không chỉ ác cảm với phụ nữ mà còn có những ham muốn đồi bại với họ. Vào tối ngày 2 tháng 7, sau khi tham gia buổi liên hoan tốt nghiệp tại khách sạn Sheraton ở Tiêm Sa Chủy, Lương Huệ Tâm đã gọi taxi để về nhà. Ngay khi cô vừa lên xe, Lâm Quế Vân bắt đầu quan sát khách hàng như thói quen. Hắn nhận thấy khách hàng không quá trẻ, mặc đồ kín đáo, không có dấu hiệu say xỉn. Hắn tâm sự với cô đủ mọi chuyện trên đời, từ gia đình, học hành, cho đến chuyện tôn giáo, tín ngưỡng. Nhưng Lâm Quá Vân không có ý định đưa cô về nhà. Hắn thừa nhận rằng cũng có chút cảm tình với cô và không có ý định ra tay. Nhưng do mệt quá nên Lương Huệ Tâm đã ngủ trên xe của hắn. Do không kìm lòng được, hắn đã dùng dây điện tiếp tục ra tay với cô gái. Khác với ba nạn nhân trước đó, lần này Lâm Quá Vân đã xâm phạm tới thi thể của cô. Hắn cho biết đây là lần duy nhất trong cuộc đời hắn có trải nghiệm cảm giác mùi vị phụ nữ như vậy. Dựa trên lời khai, hắn đã đánh dấu địa điểm giấu xác trên bản đồ và sau đó dẫn cảnh sát tới hiện trường. Cảnh sát đã điều hơn 140 người đến để tham gia cuộc tìm kiếm và tìm thấy hai thi thể trong túi. Ngày 3 tháng 4 năm 1983, tòa phán quyết Lâm Quá Vân phải chịu trách nhiệm cho tội ác đã gây ra của bốn cô gái trẻ, mặc dù con số thực sự phải lên đến 15 dựa trên những hình ảnh mà hắn lưu giữ trong nhà. Lâm Quế Vân may mắn được thoát án tử bởi khi ấy, pháp luật Hồng Kông không còn phạt tội bằng tử hình nữa và chỉ bị kết án chung thân trong nhà tù với cảnh giới giam giữ nghiêm ngặt nhất. Trong thời gian bị tạm giam, hắn không có thái độ chối cãi, lại tỏ ra rất bình thản. Trong tay hắn mỗi ngày là sách báo để đọc, một mình một chỗ không đoái hoài đến ai. Thế nhưng gần đây, một số thông tin cho biết rất có thể đồ tể đêm mưa sẽ được xem xét để ra tù sớm do đã đến kỳ hạn đề xuất đặc xá. Tin tức này gây ra cuộc tranh luận nảy lửa, cũng như sự lo ngại của người dân Hồng Kông nói riêng và bất cứ ai biết đến vụ án nói chung. Liệu hắn sẽ mãi mãi trả giá đằng sau song sắt, hay một ngày nào đó sẽ được trả tự do về với xã hội? Đến đây thời lượng của video đã kết thúc.
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.